Để bắt đầu chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta thử làm một vài khảo sát nho nhỏ nhé. Tất nhiên là các bạn hãy làm khảo sát online, không cần thiết phải giơ tay, nhưng ít nhất là các bạn cũng sẽ nhận ra là mình có phải những cái trường hợp này hay không. Đầu tiên, bạn đã bao giờ đang thuyết trình quên mất những cái gì? Tiếp theo, bạn đã bao giờ đang nói chuyện với một đối tác quan trọng nào đó quên mất ý tiếp theo? Và thứ ba, bạn đã bao giờ dẫn chương trình và quên mất câu sau mình định nói là gì? Không biết bạn nào giống mình là rơi vào cả ba trường hợp đó chưa, và lúc đấy thì cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là không thoải mái được rồi. Nhưng kết quả là gì ạ? Vẫn phải nói. Bởi vậy chủ đề của mình ngày hôm nay dựa trên chính kinh nghiệm của Ngân là chúng ta nói gì khi quên. Chúng ta hãy cùng nhau hình dung một cách hình tượng một chút. Khi mà chúng ta đã có sự chuẩn bị rồi, giống như là có rất là nhiều nguyên liệu, hay là một cái tủ quần áo của con gái có rất là nhiều loại quần áo, có rất là nhiều đồ đẹp, nhưng đến ngày chúng ta cần dùng, chúng ta đứng sững trước tủ và không biết là mình phải mặc gì, không biết là lấy ra bộ nào, hay là đôi khi quên mất luôn sự hiện diện của một vài bộ quần áo mà mình rất ưng, rất là phù hợp cho bối cảnh. Đó là ví dụ cho chúng ta dễ hình dung thôi, chứ hôm nay chúng ta không nói về cách chọn đồ hay là mix đồ khi mà quên mất mình muốn mặc gì, mà nói về là chúng ta sẽ làm thế nào khi mà đang nói tự nhiên quên mất một ý, một từ nào đó. Mình sẽ đẩy mọi người vào đường cùng trong tình huống là chúng ta tay không bắt giặc nha. Tức là chúng ta không có giấy nhắc, chúng ta không có slide, chúng ta hoàn toàn phải sử dụng não bộ của mình, sử dụng kiến thức cũng như là kỹ năng xử lý của mình. Thì có một số cách như sau các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên đó là phân tích tiếp, lấy thêm những ví dụ về ý mình đang nói, với ít nhất là bạn biết là mình đang nói gì đúng không ạ? Bạn chưa nghĩ ra là mình muốn nói gì tiếp theo, bạn quên mất điều đó thôi. Vậy thì hãy kéo dài ý trước trong lúc mà chúng ta đang nhớ là nói gì tiếp đi nhỉ? Tức là chúng ta câu giờ. Ví dụ như khi mình đang nói là cái việc mà chúng ta có rất là nhiều thứ để nói nhưng quên, giống như việc bạn có một tủ quần áo với rất nhiều đồ đẹp nhưng bỗng dưng bạn không biết là chọn ra bộ nào để mặc tham dự sự kiện ngày hôm nay, hay là bạn cũng quên mất luôn sự hiện diện của một số bộ đồ mặc dù là nó vẫn nằm trong tủ ở vị trí đó. Đến đây tự nhiên quên bén mất, tiếp theo phải nói gì nhỉ? Thế là thôi, trong lúc chờ đợi mình sẽ câu giờ thêm. Và kỹ năng xử lý có thể giúp bạn mix match đồ một cách sáng tạo. Một chiếc áo bạn còn nhớ, bạn mix hẳn với một cái chiếc quần bạn vừa nhìn thấy, miễn làm sao có gu, tức là đòi hỏi là cách nhìn nhận và cách phối hợp vấn đề của bạn cũng phải rất là tốt, gu thẩm mỹ của chúng ta có. Như vậy là chúng ta sẽ cần cả gì ạ? Kiến thức cũng như là kinh nghiệm xử lý. Mình nói rất nhiều vừa rồi nhưng mà thực tế là chỉ đang cứu cánh cái việc là ôi tôi đã quên mất là mình muốn nói gì, và đến khi mình nhớ ra rồi thì chúng ta sẽ chuyển vấn đề. Còn nếu như mà chúng ta không có ý, không có vốn từ, không có gì để nói thêm thì sao? Lúc này hãy tận dụng những khán giả của bạn, lúc đấy họ sẽ là những người cứu cánh cho bạn rất nhiều luôn, tin mình đi. Đơn giản thôi, mình đang nói về ví dụ trước. Giống như chúng ta có một chiếc tủ quần áo với rất nhiều đồ, thậm chí là đồ đẹp, nhưng khi mà chúng ta cần thì chúng ta không lấy được đúng bộ đồ cần thiết ra, hay chúng ta quên mất nó. Không biết là các bạn ở đây, các bạn nào từng rơi trường hợp chọn đồ như thế chưa? Tức là mình đang không biết là mình muốn nói gì và phải nói gì, mình nhờ khán giả có thể tương tác với mình bằng việc là họ giơ tay này, bằng việc họ chia sẻ ý kiến của mình, sau đó mình có thể bình luận thêm dựa trên những câu chuyện thực tế ở phía dưới. Và tuy nhiên trong lúc đó mình phải đánh giá nói gì tiếp, mình quên cái gì nhỉ, mình định nói cái gì nhỉ, và mình sẽ câu giờ. Nhưng mà tất nhiên chúng ta cũng không thể câu giờ quá lâu, bạn chỉ có một tiếng đồng hồ thì bạn không thể câu đến nửa tiếng đồng hồ để nghĩ ra một ý được. Vậy một lựa chọn khác và chúng ta sẽ phải chấp nhận chi phí cơ hội, đó là nếu như có một lúc rồi mình cảm thấy thực sự là bất lực, hãy chọn bỏ qua. Và chúng ta sẽ nói đến ý mà chúng ta còn nhớ tiếp theo. Bởi vì nếu như chúng ta câu quá lâu, hay là chúng ta cứ cố gắng là kéo dài một ý trong khi khán giả đã quá mệt, hay là chán với ý đấy rồi nếu chúng ta không thể nói hay, thì việc mà chúng ta cứ càng câu tiếp thì cái bài của chúng ta sẽ càng ngày càng đi xuống. Và lúc đấy chi phí cơ hội của chúng ta sẽ phải đặt ra cân nặng nhẹ như thế nào. Mình chấp nhận bỏ qua đấy coi như là mất luôn đi, để câu lại ở cuối bài. Hay là chúng ta cứ phải cố nghĩ ra cái ý đó và làm khán giả của mình ngày càng mệt mỏi vì họ phải chờ đợi quá lâu. Thì lúc đấy dựa trên sự cân nhắc của bạn, và tất nhiên còn phải dựa trên mức độ quan trọng của ý đó nữa, để chúng ta nghĩ xem có nên bỏ qua hay không, và chúng ta đi thẳng vào ý mới, nói về ý đó. Và nếu như trong lúc bạn đang nói ý khác
mà bạn lại nhớ ra được ý vừa rồi thì chúng ta sẽ phải tìm sự kết nối để quay lại ý kể trên và bạn vẫn có thể hoàn thành trọn vẹn đầy đủ cái bài nói đấy. Dù là trình tự của chúng ta có sự thay đổi nhưng đó mới chính là việc xử lý tình huống. Bởi vì khi có tình huống xảy ra thì tất nhiên mọi thứ không giống y hệt 100% như chúng ta tập luyện hay chuẩn bị ở nhà sẽ có những xác suất. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không khiến cho khán giả nhận ra đang có lỗi, không khiến khán giả nhận ra là mình đang quên, cũng không khiến khán giả nhận ra là đang có một vấn đề gì đó. Mọi thứ vẫn trôi chảy và chỉ có mình biết mà thôi. Đó là ngay tức thời. Còn nếu như bạn muốn tránh điều này thì chúng ta sẽ cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, học cách sắp xếp các ý giống như việc là sắp xếp tủ đồ. Ví dụ như khi mà chúng ta có thêm những kiến thức mới, những ý mới, hãy xem nó thuộc lĩnh vực nào, nó thuộc chương trình nào hay nó thuộc về vấn đề nào mình hay nói tới. Giống như việc là chúng ta mua bộ đồ mới, hãy nghĩ xem ứng dụng của nó là gì, đi dạo phố, đi dự tiệc hay là đi làm công sở. Và khi mà chúng ta sắp xếp ngay từ đầu thì khi chúng ta tìm cũng dễ nhớ hơn, giống như việc là các folder trong máy tính hay là các ngăn kéo để đồ của bạn. Một điều cuối cùng lần nào cũng phải nói mặc dù là rất nhiều rồi, đó là chỉ bằng việc là luyện tập thường xuyên, luyện tập kỹ năng nói, kỹ năng phản xạ và luyện tập vốn từ thì bạn mới có thể dần khắc phục và tự tin hơn. Mặc kệ là chúng ta có quên, mặc kệ là chúng ta có bất cứ tình huống gì phát sinh thì chúng ta đều có thể giải quyết được nó. Nếu như các bạn có thêm những cách sáng tạo hơn và những cách hay cho những lần xử lý tình huống hay là quên bài của mình thì hãy chia sẻ cùng với Vân Anh cũng như là tất cả các bạn khác nhé. Bởi vì mình chắc chắn rằng đây sẽ là những điều rất hữu ích với tất cả mọi người. Và các bạn cũng đừng quên là subscribe kênh Vân Anh Tập Lái để theo dõi những video tiếp theo nhé.